sapphire là một loại đá quý hiếm thuộc nhóm khoáng vật corundum với màu xanh, xanh lam hoặc nâu đỏ. Các màu khác của sapphire cũng bao gồm màu hồng, vàng, đen và xanh. Sapphire xanh được coi là loại phổ biến nhất trên thế giới. Trên thực tế, các nhà khoa học đã khám phá ra sapphire xanh thực ra là sự pha trộn giữa gam màu xanh da trời cùng với màu tía, màu tím hoặc là xanh lá cây. Và tông màu xanh này cũng được biến đổi đậm nhạt tùy hứng. Đá sapphire màu vàng cam, đây là viên đá biểu tượng cho sự giàu sang, đất đai và sung túc, giúp cho các chủ nhân đạt được mục đích mong muốn, đồng thời cũng giúp bạn loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực để mang lại sự khôn ngoan về trí tuệ và tri thức. Sapphire màu hồng. Chắc hẳn ai cũng biết màu hồng và màu tím là hai màu tượng trưng tình yêu thủy chung và hạnh phúc. Những người đeo viên đá sapphire sẽ được kích thích những cảm xúc trong tình yêu. Đá sapphire tím rất hiếm và ít khi gặp được, vì thế nó rất quý, là viên đá bổ trợ cho tình yêu và giúp thăng hoa về mặt tâm linh. Trên đây là một số sản phẩm sử dụng đá sapphire mà chúng tôi đã sản xuất trong thời gian gần đây.